Đám cưới là ngày trọng đại của mỗi cô dâu. Trong ngày này, ai cũng muốn mình có được những điều tuyệt vời nhất. Chính vì vậy, các bậc đôi thường lựa chọn phong cách tổ chức tiệc cưới khác nhau để ghi lại kỷ niệm đặc biệt này. Thông thường, cô dâu sẽ được đón về nhà chồng bằng xe ô tô nếu phải di chuyển tương đối xa. Tuy nhiên, một cô dâu ở Nam Định đã lựa chọn cho mình cách phổ biến, tìm một hướng đi hoàn toàn khác biệt, đó là rước dâu bằng cần cẩu. Đoạn video ngay khi được đăng tải trên TikTok đã thu hút sự chú ý của nhiều người. Để chuẩn bị cho buổi lễ rước dâu đặc biệt này, cặp đôi đã thuê cần cẩu đưa cô dâu lên cao chục mét. Sau đó, chiếc cần cẩu từ từ đưa cô dâu tiến về sân khấu đám cưới và hạ thấp xuống. Đặc biệt, chỗ ngồi của cô dâu được thiết kế hình vần trăng, giúp cô dâu trở nên nổi bật hơn, không khác chị Hằng giáng trần trong ngày lễ trung thu. Màn rước dâu đặc biệt đã thu hút sự quan tâm của người xem xung quanh khu vực đó. Ai cũng cầm điện thoại quay, mong muốn ghi lại khoảnh khắc đặc biệt này. Có lẽ đây là lần đầu tiên cặp đôi sử dụng cần cẩu để rước dâu. Khi xem lại khoảnh khắc rước dâu độc đáo này, ai cũng cảm thấy hạnh phúc thay cô dâu. Vì đã có một buổi lễ thật ấn tượng sẽ là kỷ niệm nhớ mãi. Tuy nhiên, một số người cho rằng việc dùng cần cẩu kéo lên cao rồi hạ xuống có thể nguy hiểm cho cô dâu. Trong ngày cưới, nhiều cặp đôi khác cũng lựa chọn cho mình những cái rước dâu độc đáo, chẳng hạn như cặp đôi sử dụng xe kéo để kéo rước cho cô dâu. Được biết, do hai nhà cô dâu, chú rể gần nhau nên thay vì đi bộ như bình thường, chú rể nảy ra ý tưởng biến chiếc xe kéo thô sơ thành xe hoa. Chiếc xe kéo bốn bánh thông thường được nhà trai nâng cấp lên vài bậc khi trang trí cầu kỳ bằng những tấm vải đỏ phủ kín. Đầu xe còn được gắn hoa tươi, lộng lẫy không khác gì những đóa hoa gắn đầu xe ô tô. Đầu và cuối xe còn được gắn hai chiếc cổng vòm, trang trí toàn bộ bóng bay, chẳng khác nào chiếc cổng cưới. Chú rể còn tinh tế chuẩn bị sẵn chiếc ghế trắng trang nhã, điểm thêm những chùm bóng bay để cô dâu có thể ngồi cách thoải mái và chú rể là người đích thân kéo chiếc xe chở vợ mình về nhà. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin tức của kênh Bật Mí News. Các bạn đừng quên subscribe để nhận những clip và tin tức hay hấp dẫn mỗi ngày nhé. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.